Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Nguyễn à, Hôm nay thì mình muốn gửi tới anh em thêm một cái dự án đào coi nữa Dự án anh này có tên là Powerlit Để có thể tham gia vào dự án đào coi hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới trong mô tả video Tiếp theo các bạn vào nút Open Apple Và sau đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đến kho ứng dụng Google Play và Apple Store à, Chúng ta sẽ tiến hành tải ứng dụng xuống và sau khi ta tải ứng dụng xong ta mở ứng dụng ra Hình như cái này không có bản iOS anh em ạ, chỉ có bản Android Mình cũng chưa có tìm hiểu bên iOS vì mình không có iPhone Uh, sau khi ta mở ứng dụng ra thì các bạn sẽ vào nút CREATE early wallet nha rồi chúng ta tích vào mục này và bây giờ chúng ta sẽ tạo cho mình một cái wallet name ở đây thì mình sẽ chọn là anh 60p hả? sau đó thì mình sẽ ấn like nha tiếp theo là chúng ta đến với phần tạo mã pin các bạn tạo một cái mã pin dễ nhớ nhé các bạn sẽ được cung cấp 12 từ tiếng Anh và các bạn nhớ lưu lại chuỗi 12 từ theo thứ tự xuất điện của nó từ 1 đến 12 và tiếp theo thì chúng ta sẽ được vào diện bên trong nếu như có cái phần cập nhật thì anh em sẽ ấn vào ấn vào đây để cập nhật nhé là các bạn thể ấn x ra bên ngoài ở đây có phần min các bạn chọn sang phần min như mình này trong này thì chúng ta sẽ ấn vào nút start min nhé sẽ có một cái đoạn quảng cáo sau khi xem xong quảng cáo thì các bạn ấn nút x ở đây này và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu min linh ở đây thì các bạn sẽ mining nhận token pow anh em ạ và hết hết hiện tại như thế này <laughs> số lượng người mining thời điểm hiện tại mới có 5.000 người thôi nên dự án rất là mới và là chúng ta có rất nhiều cơ hội được cái dự án này sau khi các bạn đã nút mining xong thì các bạn vào phần cài đặt chúng ta sẽ chọn vào một phần thưởng nhé mà <laughs> đây thì các bạn sẽ ấn vào phần giới thiệu bạn bè để nhận này thì tiếp theo các bạn kéo xuống dưới nhé chúng ta từ dây trên này kéo xuống dưới này chúng ta chọn vào phần thêm mã mời các bạn điền cái cốt mã mời vào đây nhé cốt này thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả video cho anh em hoặc là trên bài đăng telegram để anh em của ta có thể tiện copy các bạn điền cốt và nút vào thêm vào nha anh em nhé thì khi chúng ta nút thêm vào xong thì các bạn sẽ nhận được là ờ, nếu không nhầm là hình như là các bạn sẽ nhận 10 point đây có phần phần 10 point thì phải à? đấy <laughs> ok ờ, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong phần video giới thiệu với anh em về dự án po Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.